sao cô lại hay lên chùa hát đúng với chú Tiểu đấy? Thế hát đúng với anh Nô nha. Này anh Nô ơi, gió nghĩ xuân nó mới đánh tóc cái dài yếm đi nghỉ đau, mà anh trông thấy oan đi, sao anh trả vào thắp mi hát đi anh Nô, hát đi, hát đi mà, hát đi. Ừ thì hát đi. Ơi cô Mầu ơi, cô thì Mầu, cô như cái quả mướp mướp non, cô nằm nằm bụng rồi đến sớm con cô muộn muộn chồng. Phải gió nhảy nổ đôi xe tấm ván đi đi cho nghỉ đi đi nó dậy đi đi ta nay mắt bắt mà cô qua nghỉ cầu quá thời con sông vai đi đi quay đi đi nay quay à ơi quay à nghỉ nghỉ cho thầy thời mát mẹ bây giờ thì anh cứ ngồi xuống đây, tôi lấy cái thúng tôi úp lên đầu anh. Nếu ông có hỏi thì tôi bảo là trên trống của làng gửi là được rồi. Nhưng mà ngộ nhớ ông về ông đánh chiêng đánh trống thì sao hả cô? Thì anh cứ kêu giả tiếng chiêng tiếng trống, ông về là đã say nhẹ ra rồi, đã có tôi chống chế cho. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Úi giời, nhanh lên cô. Ngồi xuống. Sao mẹ không thế? Dạ, con sang ngay đây à. Hôm nay tao mới đánh một bữa rượu hung thần, tôi tạm cả mặt mũi nè. Con mà không dắt dạ, là thầy ngã lăn chiêng lăn trống ra đây nè. Mau. Dạ. Cái gì nó lù lù thế kia hả? Dạ thưa cha, đây là chiêng trống của làng gửi đấy à. Làm sao tao đi vắng mà làng lại mang chiêng mang trống đến nhà thế hử? Thế con đã thử chưa? Dạ thưa cha, con đã thử rồi à. May gật rịp. Tao cũng vừa mới thử được cái dùi găng đây. Để nay mai làng vào đám là còn cầm trầu đi. Thế chiêng đàng nào trống đàng nào? Dạ thưa cha. Sao? Tiền trống hậu chiêng à. Tiền trống hậu chiêng à. Nhưng thưa cha, lệ làng phép nước, bỗng dưng cha nổi trống làng thì làng bắt vạ chết. Vạ? Không phải thì thôi,
bắt và ông đánh đủ 3 hồi 9 tiếng để cha, cho mình cha, con xin cha. Xin là con cha. Cái mặt trống của làng nó phản đây. Chú tung. cái trống của làng này nó kêu hay gớm nhỉ. Ôi cho anh tung. Mau làm sao mà cái trống của làng nó kêu mà ôi sao ấy tùng thế hả mày? Dạ thưa cha. Sao? Đấy là là tiếng trẻ con nó khóc ngoài cổng, nó vọng vào đấy à? Thế nhưng mà làm sao mà nó lại biết đùa đuổi người thế hả? Dạ thưa cha. Sao? Là vì trống của làng nó có bánh xe nên khi cha đụng vào nó lăn đi đấy à? Thế còn chiêng á ở làng nào? Dạ. Sao? Dạ hậu chiêng ạ. Hậu chiêng à? Cha, trời, con xin cha. Xê là con. Cha. Cái vú chiêng ở đây vậy hả? Cha. Mau. Dạ. Sao cái chiêng của làng nó kêu hiền dí như có tiếng người khóc thế hả mày? Dạ, là vì... Sao? Vì chiêng của làng đổ nhiều vàng nên khi cha đánh nó ngân đấy à? Thế đã vậy thì ông phải đánh cả chiêng lẫn trống. Thì cha, ngân một thể. Cha ơi, con xin cha. Ngân. Cha. Cha ơi, con xin cha. Cha ơi, cha. Ôi trời, con lại ông. Thằng nô. Dạ. Mày đang đi cày, mày về đây làm gì? Dạ, cô con gọi con về. Ôi trời, con lại ông. Gọi mày về làm gì? Dạ về. Làm gì? Dạ về giã gạo. Ôi trời, con lại ông. Tại đứa nào? Tại cô Màu đấy. Tại anh Nội tại à? Tại cô. Tại anh. Tại thôi. Thế là chúng mày giết ông rồi. Nô. Dạ. Lại đây ông bảo. Dạ, ông đánh con đau quá. Nô, cái sự nó đã chốt ra như thế này rồi, con đừng có thổ lộ với ai, rồi ông sẽ cho ruộng, cho bò mà làm ăn nghe chưa? Dạ, ông cho con ruộng, rồi ông cho con bò. Ông đã bảo là mày im đi cơ mà. Hay là đây, ông cho con nén bạc đi, rồi con đi biệt đi, rồi công việc này ở nhà ông thu xếp thế nào cũng xong. Dạ, ông cho con nén bạc, rồi ở nhà ông thu xếp mà. Ông đã bảo là mày im đi cơ mà. Nhưng mà nghe ông bảo đây, chuyện này mà để hở ra thì chớ có mà trách ông là không mở mắt cho đấy nhé. Thôi đi. Vâng. Màu. Hư rồi con ơi. Ai này nó là đứa ăn đứa mà mày này tăng tiệu với nó thế bao giờ? Tao còn mặt mũi nào mà trông thấy dân thấy làng nữa hử mau. Tại cha cả đấy. Tại cái gì? Thế sao? Bao nhiêu người đến hỏi cha không gả. Cha cứ bảo là cháu là con bé. Gả? Bà chỗ nào cũng gả? Thì tao còn phải kén những nơi môn đăng hộ đối chứ bà chỗ nào cũng gả. Kén mãi rồi. Chuyện này giờ khác được, mang chiêng mang trống con ơi. Cha. Thế là mày giết cha rồi, mày bôi gió chát trống vào mặt bố rồi con ơi mày. Cha. Mày giết bố rồi con ơi. Cha.
dân vi tổng lý, quốc pháp hữu công hầu, ơn quan trên thương nhủ đỡ đầu. Tôi lý trưởng, tôi đứng đầu hàng xã đấy. Việc binh lương thuế lệ nay đà thanh thỏa, tính tôi hay trịch thượng ở trong làng, cấm ai dám bàn ngang. E xoay chúng dưới kiếm ăn cũng khá. Nay cơ chừng động mã, Á Thị Màu con gái phú ông này đã hoang thai, cứ chiều theo lệ phép làng bắt vả không sai. Khoán là phải nộp đủ 100 quan quý đó nè. À, thằng bố đốt có nhà không đây? À, đứa nào đốt chát gì ngoài ấy? Tao đây, thầy Lý đây. Bố nó có nhà bảo ra ngay đình có việc. Dạ thưa thầy, bố cháu chạy tỉnh lĩnh bằng rồi à. Làm cái thư mõ nhà mày thì bằng sắc cái gì? Dạ, bằng là bằng của cụ ba. Bố cháu cắt cháp theo hầu cụ ba kìa. Có chăng thì thế chứ. Thôi, mày ra đây cũng được. Ra ngay đình nhé. Vâng. Chị em ơi, thương chồng nên phải lầm than đi, tôi thương chồng nên đi phải lầm than đi, bóng ơi đừng bây giờ ai bắt này, thấy việc nghĩ toan đàn bà. Cái con mẹ mày, tao bảo mày đi giao mõ sao đến bây giờ mày mới ra hả? Dạ thưa thầy, đồng tiền có chữ, con người ta phải có tên. Dạ thầy để cho nhà con xưng danh cái đã. Mõ mà cũng danh giá thế à? Tôi rằng vậy chẳng dâu gì mẹ đình đám là tôi. Nghe ăn nói tôi vào trang đúng mực, bất phận danh tài túc vô chế lệnh dân tòng. Một mình tôi hàng xã ngóng trông, mà điều phải trái là tôi lên trước bảo. Cái con mẹ này ra hỗn láo thật. Thế mày vứt quyền tao đi hay sao mà mày lên trước bảo dân tao hả? Dạ thưa thầy, trước bảo là trong làng có việc gì to nhỏ thầy sai con đi giao mõ thì dân làng mới biết. Như thế có phải là nhà con lên trước bảo không nào? Cái con mẹ này nó nói thế mà phải đấy. Thôi, thầy nghe ra rồi đấy. Từ việc hỷ cho chí việc hảo, chát quan về là tôi phải báo với dân. Từ tiền tô dài lão ý trong dân, mà tự tiền tức là một tay tôi chiếu bổ. Ê, cái con mẹ này ra càng ngày nó càng láo. Thế mày vứt quyền tao đi hay sao mà mày chiếu bổ dân tao hả? Thầy chiếu bổ là thầy bổ thầy chiếu, còn thầy sai con đi thu. Dạ thưa thầy, con quên khuấy đi mất à. Chỉ được cái láo thì nào. Từ ông Hương Hào cho đến thầy Khán Thủ, ra đến đình là cũng phải đợi tôi. Tôi mà chưa ra, các cụ cũng chưa có được ngồi. Cái con mẹ này ra nhật đa hĩ lộc giả thành chân. Thế mày là bà tiên chỉ làng tao hay sao mà mày nói là mày chưa ra dân tao chưa được ngồi? Lão lão để cho nhà con nói hết đã nào. Thế con chưa ra đình giải chiếu thì các cụ ở đây ngồi xuống đất à? Cái con mẹ này nó nói thế mà phải đấy. Thôi, thầy cũng nghe ra rồi đấy. Dạ thưa thầy, sách có chữ rằng phi tiểu nhân thì bất thành quân tử. Gớm chưa? Dạ, tuy làm mõ nhưng nhà con cũng có thơ đấy thầy ạ.
À, lại có thơ nữa kìa. Vâng. À, thế thơ thế nào? Thế, con đọc cho thầy nghe nhé. Thơ rằng mõ này cả tiếng lại dài hơn, hàng xa ưng bầu chẳng phải chơi, trên dưới quyền hành tay sắp đặt, một mình một chiếu ý thành thơi ngồi. Một mình một chiếu thành thơi ngồi. À, hay à, hay đấy nhà đốt nhỉ. Thầy có đem nghiên bút đi không ạ? À, đem nghiên bút làm gì? Thầy khen hay, con đọc lại cho thầy chép. Ừ. Rồi mang về nhà mà treo. Ừ. Cái con mẹ này mày chỉ hỗn láo thôi nào. Tao lại thèm treo thứ thơ mũi nhà mày đi. Thế sao thầy khen hay? Hay, hay là hay với cái thứ mũi nhà mày chứ lại hay với tao. Em nhà đố. Dạ. Dạo này trong mày cũng nhuận sắc đấy nhỉ. Em nhà đố. Dạ. Thế mày được mấy con rồi? Dạ thưa thầy, nhà con hiếm hoi lắm mà. Mấy đứa? Dạ mới được có 9 cháu. Nếu kể cả cái thằng bé này nữa, dạ là 10. À, gớm. À, nhà đốt tốt nấy quá nhỉ. Em nhà đốt. Dạ. À, thế à, hôm nào mát rời thầy sang, mày cho thầy gửi một đứa nhá. Ê chết, sao thầy ăn nói sàm xô thế? Bố đốc nhà cháu nghe thấy có phải là cái con mẹ này mày chỉ hỗn láo thế nào. Tao thấy mày mát tay nuôi con, hôm nào tao mang sang một đứa nhờ mày nuôi hộ, chứ mày tưởng là đi ra mõ đi. Dạ thưa thầy, bây giờ con biết giao thế nào được ạ? À? Nghe đây, đi giao là triềng làng, triềng trạ, thượng hạ tây đông, con gái phú ông tên là Mầu Thị, tâm tình ngoại ý mãn nguyệt có thai, mời già trẻ gái trai gia đình mà ăn khoán, có thế thôi, đi giao đi. Ôi giời, dài quá. Dạ thưa thầy, nhà con thì sáng dạ, nhưng lại phải cái là hôn tâm. Thầy mà đọc dài một mạch thế thì chả làm sao mà con nhớ được đâu ạ. À, hay là thế này thầy nhé. Thế nào? Con đi trước con đánh mõ. Ừ. Thầy theo sau, thầy giao hộ con. Cái con mẹ này mày chỉ hỗn láo thế nào. Tao lại làm đầy tớ mõ cho nhà mày đấy à. Thế thôi, thầy đọc lại cho nhà con nhập tâm vậy. Chỉ được cây láo thế nào. Nghe đây, đi giao là triềng làng, triềng trạ, thượng hạ tây đông. Tây đông vào đây. Mẹ đốp. Dạ. Sao mày lại bốc mồm thầy, mày bỏ vào cái chỗ ấy? Dạ thưa thầy, có thế này thì nhà con mới nhớ được đấy à. Có thế này mày mới nhớ được à? Vâng. Con gái phú ông tên là Mầu Thị. Mầu Thị cũng vào đây này. Tâm tình ngoại ý mãn nguyệt có thai. Có thai cũng vào đây này. Mẹ nó. Dạ. Mày làm ơn mày nâng cao cái giải yếm lên, không có uế tạp hết cái mồm thầy rồi còn gì. Dạ thưa thầy, con đã nâng cao lắm rồi đấy à. Mày đã nâng cao lắm rồi à? Vâng. Mời già trẻ gái trai gia đình mà ăn khoán. Ăn khoán cũng vào đây này. Có thế thôi. Có thế thôi cũng vào tất cả đây này. Đi ra mõ đi. Giấy này, có bao nhiêu trong này thì ra hết đi này. Ra sạch đi này, ra sạch đi nhá.
Cái con mẹ này, tao bảo mày đi ra mõ, sao đến bây giờ mày còn đứng đây hả? Dạ thưa thầy, con tưởng là gửi lời thì nói, gửi gói thì mở, nên trong này có bao nhiêu con mở hết ra rồi ạ? Này thì mở này, này thì mở này. Ôi bố Đốm ơi, bố Đốm đi đâu để tài lý tài hiếp tôi thế này? Bố Đốm ơi, là bố Đốm ơi. Nín đi. Nín đi rồi mai thầy đền cho, không sao. Đi ra mõ đi. Vâng. Này, con cụ đồ điếc là cụ ấy không nghe thấy gì đâu. Mày phải vào tận nhà mà mời cụ ấy nghe không? Vâng. Tôi phải làm thế mới được. Còn ba tiếng mõ này là để nuôi chồng nuôi con tôi đây. Chiêng làng chiêng trà ý ơi, thượng hạ tây đông ý ơi, con gái phú ông tên là Mầu Thị, tâm tình ngoài ý mãn nguyệt có thai, mời già trẻ gái trai gia đình mãn khoan ý ơi, ý ơi. Còn cụ đồ điếc, tôi phải vào tận nơi mời cụ ra, chứ đứng ở ngoài này cũng cũng chả có nghe thấy gì đâu. Cụ đồ ơi, ơi cụ đồ. Đứa nào đồ đồ đạc đạc gì ngoài ấy hả? Con đây. Dạ chào cụ ạ. Mẹ Đốp đây à? Dạ. Có việc gì thế hả mẹ Đốp? Mời cụ ra việc làng. Hả? Mời cụ ra việc làng. Sao mà năng việc làng thế hả? Việc làng bao giờ mà cụ bảo năng ạ? Thì năm ngoái mới việc làng, năm nay lại bày ra việc làng. Từ năm ngoái đến năm nay mà cụ bảo là năng việc làng. Cụ ơi, mời cụ ra ăn khoán cô Mầu. Thế sao nay làm quán mai lại bắt cầu, thì tiền ở đâu ra mà lắm thế hả? Quán với cầu gì đâu, mời cụ gian khoán cô Mầu, cô ấy chửa ra. Nó chửa ra? Vâng. Nếu nó chửa ra thì tao ăn về đã hả? Ấy, cụ ơi. Hả? Cô ấy chửa ra là cô ấy chửa hoang kia. Mày cứ nói thế là tao nghe ra rồi. Thế cụ nghe ra thế nào? Hả? Cụ nghe ra thế nào? Thế mày vừa bảo tao gì? Thế mà cụ bảo là tao nghe ra rồi. Cụ ơi, mời cụ gian khoán cô Mầu, cô ấy chửa hoang kia. Này. Thế ra là nó chửa hoang hả? Vâng. Thôi được. Ấy à, lão lại ra việc làng đây. Mẹ Đốp. Dạ. Chỗ tao ngồi đâu hả? Cụ vẫn bàn nhất cụ ngồi. Hả? Cụ vẫn bàn nhất cụ ngồi. Vẫn bàn nhất hả? Vâng. Được rồi. Đốp. Con mẹ Đốp đâu? Dạ con đây ạ. À. Chỗ thầy ngồi đâu hả con? Dạ thầy cứ vai vế thầy ngồi. Cứ vai vế hả? Vâng. Thôi được. Cứ vai vế hả? Ôi giời ơi. Đốp. Dạ. Sao lại thế này hả con mẹ Đốp? Con mẹ Đốp. Dạ. Làm
sao mà mày lại để cụ thầy cũ trèo đầu cưỡi cổ tao đấy hả? Cụ ơi, đấy là cụ thầy cụ mù lòa không trông thấy gì nên ngồi nhầm vào vai cụ đấy thôi. Nhầm rồi, mắt mũi mù lòa không trông thấy gì, thật đối à, cụ đồ nhá. Dạ. Dê làng chưa thịt sao mà để nó bê bê lầm lên thế hả mày? Dê bò gì đâu, đấy là tiếng ông Hương ông ấy ra việc làng. Tiếng ông Hương tao cũng nghĩ là dê. Chiếu trên tiệc thọ chen vai tớ. Vắt nắp ngồi. Làm cái gì thế? Thằng Hương làm cái gì thế? Sao lại thế này hả con mẹ đốt? Thầy đi thầy ngồi nhầm vào ngôi của ông Hương nên ông Hương lôi chân thầy ra đấy thôi. Lại nhầm rồi, mắt mũi mù lòa không trông thấy gì, thất đối ông Hương nhá. Chào các cụ ra việc làng. Thầy Lý đấy à? Thế có việc gì mà thầy Lý cho mời các cụ trong làng ra đây thế hả? Thế có việc gì thế hả thầy Lý? Trình các cụ, làng ta xưa nay là lệnh nghiêm phép cấm. Cấm đứt cái gì? Thế mà ả thị màu con gái phu ông này đã hoang thai. Sao nó chở hoang à? Thế cho nên hôm nay mới mời các cụ ra đây để ta bàn bổ cái việc khoán lệ thế nào. Hay việc gì phải bàn nhỉ? Thầy cứ cho tuần vào nhà phu ông bắt cổ con màu ra đây cho láng hỏi bàn bổ gì. Tuần đâu? Dạ. Vào nhà phu ông bắt cổ con màu ra đây cho làng hỏi nghe không? Vâng ạ. Mau lên. Mời cô màu ra cho làng hỏi. Dạ, trình các cụ, cô màu đã ra đấy ạ. Con màu đâu? Con màu đâu? Chào các cụ. Ôi này các cụ ơi, các cụ ơi. Cụ thầy, cụ nôm kìa. Lão phú ông khinh làng không ra, lại cho con gái úp giá vào bụng ra lấy phần kia kìa. Con màu đâu? Các cụ ngồi đây từ sáng tới giờ đã được miếng nào đâu mà mày lại úp giá vào bụng mày ra mày lấy phần thế hả? Không phải thế đâu các cụ ơi. Cô thấy sao? Đấy là cô màu cô chừa hoang. Nên làng ta hôm nay các cụ mới có cái bữa ăn này đây. Phải rồi, cái con màu nó chửa hoang, bụng nó mới to ra. Thế mà nói là nó úp giá vào bụng ra lấy phần, chỉ được cái ăn nói hàm hồ. Thưa trên có các cụ, dưới có đông đủ dân làng, con thị màu nay đã chửa hoang, tôi lý trưởng để tôi hỏi nó. Cứ hỏi cho ra nghĩa. Con màu kia, mày đã chốt ăn nằm với ai thì hãy khai ra, khai ra để làng còn xét xử. Nằm mấy ôi ra đây. Cô màu ơi, cô đã chốt ăn nằm với ai thì cứ khai ra để làng còn xét xử. Hay cô có nằm với cụ đồ? Để làng còn bắt khoán cụ đồ. Hay cô có nằm với cụ thầy để làng còn ngả vạ cụ thầy? Đốt. Dạ. Tao mắt mũi mù lòa thế này, tao biết cái gì mà mày lại đưa tao vào cái chỗ ấy? Dạ, đấy là con nói ví dụ thế thôi à. Ví dụ? Chỉ được cái lão thế. Hay cô có nằm với ông Hương để làng còn bắt khoán ông Hương? Có nằm với ông Hương để làng còn bắt khoán ông Hương? Ông Hương đâu? Ông Hương, ông có ăn nằm với nó không thì khai ra. Ơi
Ông Hương ơi, ông Hương ơi, này, ông có tức tối cái gì thì ông cứ nói phụt ra gì mà cái bia rầm lên thế. Không phải thế đâu các cụ ạ. Có thế sao? Ông Hương ông ấy chỉ trời vạch đất. Ông ấy thề rằng ông ấy không ăn nằm với con màu đâu. Thế ra con này trâu lấm vảy càn, nó đổ ráo cho các cụ ngồi đây rồi còn gì nữa. Hay cô có nằm với thầy Lý để làng còn bắt quán thầy Lý. Mẹ núp, ai cho mày bàn việc làng mà mày dám nói leo hả? Cút ngay. Cút ngay, chỉ để cái nói leo. Con màu kia, mày đã chốt ăn nằm với ai thì hãy khai ra. Khai ra để làng còn xét xử. Phải đâu là thói dâm ta, bởi chưng xấu máu nên mới ra thế này đấy các cụ à. Xấu máu này này này, này láo này, lăng loạn. Xấu máu này mày, xấu máu này lăng loạn. Lăng loạn, đấy ngu cả la lên rồi. Lăng loạn. Mẹ đốp. Làm sao mà mày này để cụ thầy cụ đánh mù cả làng lên thế hả? Mẹ đốp, ai cho mày bàn việc làng mà mày leo lên đấy hả? Xuống ngay. Xuống ngay. Cái bụng mày to như là cái gió mẹ. Mày còn lăng loạn, mày còn láo, mày còn đổ ráo cho các cụ à? Mày còn đổ ráo. Lăng loạn, lăng loạn. Mầu, tao đã nói với mày rồi, mày đã chốt ăn nằm với ai thì hãy khai ra. Khai ra rồi làng chốt đoàn tụ vợ chồng. Khai ra. Phải như lời thầy xã nói, nghe lọt tai thời tôi xin thu. Ngày rằm lễ tiết tháng tư, thầy mẹ tôi cho đội gạo lên chùa. Tiểu kính tâm nấp ở sau bia, lòng cả nể hóa nên nông nỗi. Như thế là con màu nó khai là nó nằm với tiểu kính ở sau bia các cụ ạ. Sử mồ thế. Thế bây giờ các cụ tính sao nào? Tính gì nhỉ? Thầy cứ cho Tuần vào nhà chùa, mời sư cụ bắt cổ tiểu kính ra đây cho làng hỏi tính toán gì. Tuần đâu? Đó. Vào nhà chùa mời sư cụ bắt cổ tiểu kính ra đây cho làng hỏi nghe không? Vâng ạ. Mời sư cụ và tiểu kính ra cho làng hỏi. Dạ, chính các cụ, nhà sư và tiểu kính đã ra đấy ạ. Ừ. A-di-đà Phật, chào các cụ. Mời nhà sư đứng đó. A-di-đà Phật, chào các cụ. Bớ tiểu, hỏi đây. Hỏi đây. Sao dám mượn màu thiên dở thói mưa mây, quen thói tục tìm đường răng gió hả? Sao mày lại hư thế hả? Lệ làng khôn thứ bỏ, phép nước chẳng dung tha. Cứ như ả thị màu thú với dân ta, răng tiểu đã tư thông cùng ả, có không nói màu? Có không nói màu? Bạch lạy làng bấy lâu thiền trai nương, dốc một lòng sắc sắc không không. Sự răng hoa chẳng dám bận lòng, lời đơm đặt xin làng cha cho tỏ A-di-đà Phật. Nói lại chối rồi thầy Lý à. Tiểu kính tâm nói đó, con màu kia, mày nói lại làm sao nào? Mày nói lại làm sao nào? Làm cái gì mà cái bê bê rầm lên thế? Thầy tiểu ơi, vui vỗ tay vào té bỏ tay ra. Chuyện sau bia dễ trôi được à. Mới ăn trầu bữa nọ với nhau, nào đã có lâu đâu mà trôi. A-di-đà Phật, sao bỗng dưng cô lại đặt điều cho kẻ tu hành làm vậy? Thôi, đã chót, thời ta cứ thu.
không? Chuyện sau bia dù có dù không, ta cứ nhận để nên chồng nên vợ. Nhận đi rồi rồi làng cho đoàn tụ vợ chồng. Nhận đi, nhận đi rồi làng cho đoàn tụ vợ chồng. Bạch lạy làng, oan cho kẻ tu hành này lắm. Còn oan tình chi nữa, nếu nói một nhời sai, đoàn đánh trò chết, đánh trò chết. Ôi thầy Lý này, ôi thầy làm thế nào cho nó nhanh nhanh lên? Chứ xem chừng là quá ngọa rồi. Các cụ ngồi đây là đói cả rồi đấy. Ôi này thầy Lý này, không có lôi thôi gì hết, thầy cứ nọc cổ tiểu kính đánh đủ trăm roi là phải khai cho bằng hết. Tuấn đâu? Nọc cổ tiểu kính đánh đủ trăm roi nghe không? Vâng ạ. Đánh cho chết. Bạch lạy làng rộng lòng Bồ Tát, xin dẹp trận lôi đình. Ông định lôi đình làng đi đâu đấy? Con làng bao xin nộp phân minh, tha cho tiểu thư tình làm phúc A-di-đà Phật. Như thế là nhà chùa đã nhận nộp cái khoán này rồi các cụ ạ. Có chăng thì thế chứ. Nhời sư nói dân ta cũng nẻ. Cũng nẻ chúng ta tí. Đáng lẽ ra là đánh đủ trăm roi. Chứ kiếm. Giờ nhà sư phải giữ y nhời. Hẹn mai nộp khoán làng cho đủ. Mô Phật. Ô này chú sư ơi, nhớ là không thiếu một kiếm nào đâu nhá. Thôi như thế là xong. Xong. Bây giờ ta về nhà phú ông ngã vạ. Đánh chén hả? Cụ ơi, mời cụ về cho con quần chiếu. Ồ hay, thế không ăn uống gì à? Không. Này, từ giày về sau mày kiềng cái mặt tao ra, đừng có mời tao việc làng xuông nữa nhá. Con nói thế thôi, mời cụ về nhà phu ông đánh chén, các cụ đi uống rượu cả rồi. Ấy đấy, cứ ăn ấy là đi trước cả đấy. Lão lại đi uống rượu đây. Không được lên đài, kéo e miệng thế mỉa mai chê cười. Vâng lời thầy dạy, con xin dạ mai tam quan. Thank you.
Tôi về tay giang
giọt máu rơi lòng muốn bù chi, nhưng sữa không có biết lấy gì dưỡng dục. Nhớ lời thầy dạy, cứu nhất nhân đắc kỳ vạn phúc, cứu một người phúc đắng hà xa. Mặc thế gian miệng tiếng cười chê, chứng chiếu có quỷ thần soi xét. Âu là kiếm bé xanh một chiếc, đi ăn mày giao sữa giao sữa nuôi con tôi vậy. Bồng bé nghĩ lên đi đường, con thời ơi.
vang tiếng trẻ thơ than khóc. Duyên cơ chi hỡi tiểu đồng con, nào thiện nam ra mái tam quan, xem cơ sự bạch cho ta biết. Mùa Di Đà Phật. Mùa Di Đà Phật, vâng nhời sư cụ con ra mái tam quan thấy sự lạ. Theo kinh tâm xưa vốn thực là trai, giờ thác xuống hóa hình là gái. Chàng áo còn bức thư để lại, con đọc lên sư cụ người hay. Sớm trao dây tu mặc ba thu vừa đầm ấm chăn loan, vì cắt sâu nên nổi sóng ngân hà. Một phút nào ngờ tan nhịp thước. Lúc già trai gái đoàn tình, đoái nghĩa thương chín chữ cù lao, xa xôi chốc đã sáu thu khoái khoát, để bận lòng khi đàn mặt buổi thần hồn muôn phân bội bạc đã cam lòng chăm lạy nghiêm từ xin ở lại. Khen kinh tâm giả sắt gan vàng, chịu ngậm tối nuốt hờn trong giả. Nay tiểu đã đầy thuyền mãn khoa, nào thiện nam thiết lập đàn chàng, giải oan kết cho nàng siêu sinh tịnh độ. Mùa Di Đà Phật. Dun 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 dun.
kích cổ tam thông, kích cổ tam thông, thỉnh hình Phật thánh giáng đàn chung. Thank you.